Ngày 25 tháng 1 vừa qua, Sơn Tùng MTP và Free Fire đã chính thức công bố màn hợp tác bất ngờ của mình. Theo đó, nam ca sĩ người Thái Bình sẽ là nhân vật mới trong tựa game bắn súng sinh tồn Free Fire với tên gọi Skyler. Sơn Tùng MTP cũng chính là người Việt Nam đầu tiên trở thành nhân vật của Free Fire sau rất nhiều cái tên đình đám thế giới: Cristiano Ronaldo, DJ Alok, DJ KSCSMA. Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé. Skyler sẽ là nhân vật Việt Nam đầu tiên trong Free Fire. Mới đây nhất, Sơn Tùng MTP tiếp tục đăng tải đoạn teaser ngắn hé lộ thời điểm chính thức ra mắt ca khúc mới nhất với chủ đề là nhân vật của chính mình trong game. Vào lúc 20h20 ngày 28 tháng 1 năm 2021 sẽ là lúc mà ca khúc Skyler chính thức ra mắt và được công chiếu trên YouTube của anh. Ngoài ra, buổi họp báo hợp tác giữa Sơn Tùng MTP và Free Fire sẽ diễn ra trước đó một ngày, 27 phần 1. Free Fire X Sơn Tùng MTP SKYLGR Team Song Teaser Trước những thông tin sốt dẻo trên, cộng đồng game thủ nước nhà, nhất là các fan của Free Fire đang vô cùng háo hức đón chờ. Không chỉ vậy, cộng đồng Sky của Sơn Tùng MTP cũng nhiệt tình ủng hộ cho màn hợp tác trước nay chưa từng có. Nhiều Sky đã nghỉ game muốn quay lại, người chưa biết thì còn tìm người dạy chơi Free Fire. Sức hút của Sơn Tùng vẫn cực khủng và không hề suy giảm. Có được sự ủng hộ từ cộng đồng Sky hùng hậu và rất nhiều game thủ nước nhà, màn hợp tác giữa Sơn Tùng MTP và Free Fire chắc hẳn sẽ rất triển vọng. Biết đâu Skyler sẽ trở thành nhân vật được yêu thích nhất trên toàn cầu như những gì mà Alok, DJ Alok hay Chrono, Cristiano Ronaldo đã làm được thì sao? Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ thì có lẽ cần chờ những hé lộ từ phía Sơn Tùng và Free Fire mới có thể biết được. Ảnh internet